Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn có một niềm lưu luyến đặc biệt với mùa hè, vì trong ký ức của nhà văn đã là học trò thì không thể không gắn với những ngày hè rong chơi thỏa thích. Và ngày 22 tháng 9 tới đây, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt tập truyện dài mới nhất với tên gọi Mùa hè không tên. Mùa hè không tên có những câu chuyện tuổi thơ với vô số trò tinh nghịch, những thoáng cảm xúc hồi hộp cùng vô vàn kỷ niệm. Để rồi khi những ngày tháng trong sáng của tình bạn dần qua, những đứa trẻ trong mỗi gia đình bình dị lớn lên, chứng kiến những giây phút cảm động về câu chuyện tình thân, nỗi khát khao hạnh phúc êm đềm, cùng bỡ ngỡ bước vào tuổi mới lớn nhiều yêu thương, mang cả màu va vấp. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn nổi tiếng qua nhiều thế hệ bạn đọc với các tác phẩm đi vào lòng người. Ở tác phẩm này, ông vẫn luôn giữ thông điệp khơi gợi khao khát sống đẹp, sống tử tế nơi bạn đọc. Ngoài ra, điểm nổi bật của quyển sách là có 25 tranh minh họa lớn và nhiều minh họa nhỏ từ họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Sách ra mắt bạn đọc với hai phiên bản, bản thường và bản bìa cứng in màu kèm tranh minh họa đặc sắc. Trong ngày phát hành 22 tháng 9 sắp tới, sẽ có 20 điểm bán sách trực tiếp có chữ ký sống của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên toàn quốc, gồm 18 điểm nhà sách và 2 kênh bán online.